trước khi chia tay, chúng ta có một thử thách dễ thương của một bạn độc giả của Sao Star gửi về cho team của Hoàng Thị Linh. Đó là để thử độ hiểu ý và đồng lòng của team Hoàng Thị Linh. Thì các bạn đã đưa ra những cụm từ, những chủ đề. Ví dụ nha, Kim sẽ đọc cái chủ đề đó ra và Kim đếm 1, 2, 3. Các bạn sẽ cùng tạo dáng. Ví dụ như là chủ đề cute thì các bạn sẽ cùng làm một cái động tác nào đó để xem là ba người trong team của Hoàng Thị Linh có làm giống nhau hay không. Và nếu như bạn làm giống nhau thì sẽ chiến thắng cái thử thách này. Sẵn sàng chưa nè? Nhanh thôi nha. Chúng ta sẽ chụp hình selfie. Vị, khi một sinh viên bé nhỏ chào đời, đó là niềm vui. Không, cái này thì Kim chấp nhận là Hoàng Thị Linh team của bạn thắng, bởi vì hai bạn nữ thì giống nhau, còn bạn nam thì dĩ nhiên là phải khác, đúng không nè? Chúc mừng cho team Hoàng Thị Linh, và chúng ta sẽ cùng đứng lên và kêu gọi cho mọi người bình chọn thật nhiều cho nhóm bạn nè. Các bạn thân mến, hãy bình chọn cho team Hoàng Thị Linh với mã số là 06. 06 nha các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn hãy cùng quay trở lại với sân khấu chính của Hòa Âm Ánh Sáng.